quý vị và các bạn trở lại với Rap Việt đêm chung kết 1. Như chúng tôi đã nói là đêm nay 8 bạn sẽ thi solo với chủ đề tự chọn. Các bạn sẽ tự do thể hiện cá tính của mình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu thí sinh mã số 05 Lăng LD đến từ đội WoWy. Mời WoWy. Em cảm thấy là cái khoảng thời gian vừa qua Lăng LD đã cố gắng rất là nhiều bằng tất cả sức lực, và đó là một cái điểm cũng rất là may mắn cho em khi mà trong team của mình có một chiến binh mạnh mẽ và tuyệt vời như là Lăng LD. Em xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn WoWy. Và thưa quý vị, trước khi đến với phần dự thi của Lăng LD trong đêm nay, hãy hướng mắt về màn hình để theo dõi hành trình mà Lăng LD đã trải qua cùng với Rap Việt. Đối với bản thân của Lăng thì mình đã chưa từng đặt kỳ vọng là mình có thể đi vào tới vòng sâu như vậy. Và khi mà mình được cứu từ nón của anh Ram thì mình cảm thấy vô cùng là may mắn. Xin gửi một lời cảm ơn đến anh Ramaphic đã dành cho em một cơ hội để em được bước tiếp vào vòng chung kết. Qua những vòng vừa rồi, Lăng đã làm về chủ đề người yêu, làm về xã hội và đã làm về mẹ. Và riêng vòng này mình muốn dành cho tất cả những người anh em xung quanh Lăng. Chủ đề cho vòng chung kết lần này, Lăng muốn được shout out về cái lý tưởng anh em OTD đã thường hay nói với nhau, và muốn là trên cái hành trình tụi mình đi sẽ giữ những lý tưởng như vậy để mà mình cùng phát triển. Mong là họ sẽ được thấy một phần trình diễn thật sự mang tính chất rap thuần túy nhất ở trên sân khấu. Và nếu mọi người thích phần trình diễn của Lăng, hãy ủng hộ cho Lăng với mã số 05. Sống phải có anh em, xem Rap Việt phải mặc theo team. Mua sản phẩm VieShop ngay hôm nay để có mặt tại chung kết Rap Việt. Giang tay đang tay chỉ mang đài. Theo từng bước OTD lên. Theo từng bước OTD lên. LAN to the GLD on the trap Việt giờ. Đêm nay là party chung sân o chỉ lo gì. Sau đêm nay ai cũng về nhà. Tận hưởng khoảnh khắc lên tận ngưỡng vì chưa chắc mình nhận thưởng. Lấy giấc ngủ để nghỉ ngơi trước khi kẹt trong phòng tưởng. Tạo ra thành quả chỉ để chờ được trọng thưởng. Sâu sướng bằng những cảm hứng để cho ta được cộng hưởng. Ricky nói vị trí thấp nhất. Sẽ cho mình một đường đi lên. Bibo nói bông lối chính cuối đầu. Nằm lòng đừng để thương khi quên. Nên dù ở cao băng phòng phai mối tay não. Tạo ra áp lực phiền não lao vào ngốn nghiền não. Cơ hội cho những cái phong trào được hơn. Bước lên hào quang nhân tạo huyền ảo được sao. Now đi là my say. OTD for life gang side. Tình gian thôi Westside. Giang ta đang fly chứ mang nai. Theo từng bước OTD lên. Theo từng bước OTD lên. Mọi nói anh cần hít để thành dân chơi thường lưu. Nhưng tỉnh táo là thứ anh đang hướng tâm. Khi anh thấy mình đã trùng khu thấy mình chân thật một khi sương âm. Đơn là cả ta, những lời này ta được sâu qua bằng thiên vàng. Chơi nhạc phải duyên căng, chắc do nghiền nặng hoặc kiên trì siêng năng. Anh thích tâm tư mình thanh tịnh, vui thú đi duyên thiên nhiên. Trúc được cây tánh, đồ hộ mình toàn diện. Thi thoảng gặp được hiền duyên, lao đầu vào nhạc hướng đến sự hoàn thiện xuyên mang để không hàng thuyên. Ai đang nuôi đam mê, ai đang nuôi đam mê, ai đam mê đang nuôi hay cả cho ta tan ra trong an vui. Tôi giấc này vì sao cho vui. Hola vô linh nó có đôi chính thức khiến nó uất ức lý trí sắc ráo hỏa bao khúc giờ. Rap giúp nó thấy âm áp chính lúc đó tiếng chính đã thức kinh kiên xong lúc khó. Chắc sắp xứng đáng đặt giá ném mấy cây lưỡi có ý muốn đánh bắt cá. Có tay tập mẹ mới biết cương cách cố gắng hứa đâu bước đến chính kháng. Nó buộc chiến thắng chính nó chịu lên. Lao đi lên my say. Ôn đi lên my say. Thế gian boy Westside. Ngang tay đang fly chứ mang nai. Theo từng bước OTD lên. Yeah my boy, tay đâu sao. One to the body till the final round. Yeah my boy, tay đâu sao. One to the body till the final round. Chơi đi, chơi trong một sân một game bắt tim mình. Chơi đi, chơi hơn đêm nay tao đến sao. Yeah, hey. OTD lên. Thưa quý vị, Lăng LD và OTD. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã được biết trước đó thì OTD là một tập thể các bạn rapper cùng chung đam mê và sống với nhau như một gia đình. Trong đó có hai nhân vật trong vòng chung kết của chúng ta, đó là Lăng LD và Ricky Star. Cho anh hỏi là OTD thành lập từ khi nào? OTD được thành lập chính thức vào năm 2016 từ ý tưởng của anh Ricky Star cùng với một người anh nữa là Bibo. Sau khi trải qua một thời gian rất là dài thì ngày hôm nay OTD đã lớn mạnh giống như bây giờ. Ok. Có ai cầm đầu không? Hay là anh em coi nhau là bình đẳng hết? Anh em đi theo lẽ phải, ai nói gì đúng thì anh em nghe. Ok. Còn tiền chia làm sao em? Mọi thứ đều bình đẳng anh. Bình đẳng nha. Ok. Còn Ricky, em nghĩ thế nào khi mà mình cũng là thí sinh, thường người ta phải chuẩn bị tâm lý, em lên em cổ vũ cho bạn mình? Dạ thì em cảm thấy là nếu mà tâm lý của đứa bạn thân của em nó tốt thì em cũng tốt lên theo luôn. Đó là tình huynh đệ nha quý vị. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho OTD. Hình như là anh chưa phát hiện một điều gì đó trên cái đội hình đứng trên đây thì phải. Không, anh thấy có một bà lão và từ nãy giờ bà múa mai bồi cuồng để người ta chú ý đó. Nhưng anh sẽ không bàn bà lão đó, anh sẽ im lặng. Gần thưa quý vị, và đó là bà lão đến phục vụ cơm nước cho OTD nha thưa quý vị. Cho một tràng pháo tay cho bà lão đó, một người đóng góp thầm lặng sau lưng OTD. Dạ vâng, ở đâu rồi? Cảm ơn WoWy rất nhiều. Một tràng pháo tay cho WoWy. Thank you OTD crew. Thank you. Và bây giờ Thành cũng muốn biết là cảm xúc của các vị huấn luyện viên và giám khảo về phần trình diễn vừa rồi. Mời Justatee. Thực ra thì xem ca khúc này của em thì thực sự là anh được sống lại những cái tháng ngày mà được cùng với tất cả anh em sống trong cái niềm đam mê và gây dựng từ những ngày đầu cho đến bây giờ. Xin chúc mừng bọn em đã thành công trong cái công việc mà đem bọn anh trở lại cái quãng thời gian thanh xuân mà bọn anh muốn nhớ đến. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Còn Rhymastic thì sao? Cái phần vừa rồi có làm cho bạn cảm thấy chiếc nón vàng của mình tung ra là xứng đáng không? Quá xứng đáng anh Thành ạ. Thật sự OTD góp công rất lớn để có thể hình thành nên một Lăng LD tài năng như ngày hôm nay. Xin chúc mừng em có một màn trình diễn thực sự tuyệt vời với các anh em của mình ngày hôm nay. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cơ hội em dành cho em ạ. Karik, vừa lúc nãy thì nó có trong anh hai luồng suy nghĩ. Một là anh vui vì anh được thấy một Lăng LD gai góc và xù xì lên như vậy. Và một điều anh góp ý thôi. Em là một người thiên về viết lyric và truyền tải thông điệp rất là nhiều trong đó. Khi mà em biến chuyển flow thì em dồn lên sân khấu ấy, cái voice của em nó đôi khi sẽ khiến cho những cái thông điệp nó sẽ không rõ ràng hoặc là chạm tới cảm xúc người nghe, mà trong khi đó là cái vũ khí lợi hại nhất của em mà anh được thấy rõ nhất ở vòng trước. Cho nên anh nghĩ nếu mà sau này có những bài như thế này thì mình sẽ chắt lọc hơn một tí là nó sẽ rất là tuyệt vời. Dạ em xin ghi nhận, em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Karik. Bin, trước hết là cảm ơn em với lại crew của em đã đem tới cái màn trình diễn vừa rồi. Suốt cái quá trình của em từ đầu chương trình tới giờ, cái màu sắc của em nó rất là đa dạng, và lần này em khẳng định lại thêm một lần nữa qua những cái chủ đề nó rất là đặc chất rap như vậy, em vẫn có thể làm nó rất là tốt. Chúc mừng em với cái màn trình diễn vừa rồi. Nice. Dạ, em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Suboi, chúc em thật là thành công trên cái con đường của mình và đặc biệt là cùng với OTD. Dạ, em xin cảm ơn chị Su. Thế còn WoWy thì sao? Em hài lòng với là tiết mục của thí sinh đội mình chứ? Theo những gì mà em ngồi đây chứng kiến thì em thấy là Lăng LD đã dùng cái shot cơ hội cuối cùng này của mình để shout out cho các anh em team OTD là một người rất trọng nghĩa khí. Anh rất là khâm phục cái tinh thần anh em nghĩa hiệp đó của em. Đó là tinh thần của một người con miền Tây rất là rõ ràng, đặc trưng. Yeah, Westside. Westside. Yeah. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là một phút mà Lăng LD sẽ nói với quý vị khán giả mình là ai và vì sao quý vị nên bình chọn cho em. Mời em. Yo, chào mọi người, mình là Lăng LD và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem chương trình Rap Việt cũng như là đã theo dõi Lăng LD trong các vòng thi vừa qua. Và nếu mọi người vẫn yêu mến Lăng LD thì hãy bình chọn cho Lăng với mã số là 05 aka 05. Vâng thưa quý vị, hãy bình chọn cho Lăng LD. Cú pháp là Rap Việt khoảng cách 05, khoảng cách số người mà các bạn nghĩ là bình chọn giống như mình, gửi về tổng đài 8569. 100 phút tay nông diện nữa cho Lăng LD. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. OTD, let's get it! Yeah!